Genos, người học trò duy nhất của Thánh Trọc Saitama, cho đến hiện tại cũng là người trong nhà Saitama khi tất cả những công việc trong nhà đều do một thầy quỷ nhân máy đảm nhiệm. Còn ông thầy đầu trọc thì chỉ việc tập trung chơi game và lâu lâu ra ngoài đường đi tuần tra để tìm mấy con quái vật đấm một phát cho đỡ buồn hay đi siêu thị săn hàng giảm giá. Ấy vậy mà từ đầu chuyện tới giờ, Saitama dạy cho Genos thì ít mà tấu hài thì nhiều, đã vậy còn thu tiền học phí của người ta, trong khi mục đích của Genos là theo học Saitama để mạnh lên. Nhưng từ khi gặp mặt Thánh Sai thì Genos không biết đã học được những gì từ sức mạnh của Sai Hói, mà chỉ thấy Genos ăn hành hết lần này tới lần khác, khiến cho không ít lần phải nhờ tới tiến sĩ Kuseno để sửa chữa trong tình trạng vô cùng tồi tệ, đã vậy còn trở thành đối tượng cho dân cư mạng chế meme nữa chứ. Vậy thì liệu Genos đã học được những gì từ khi trở thành học trò của Saitama? Và mình là Ben, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu Genos đã học được những gì từ Saitama nhé. Tóm tắt mọi thứ trong 24. Các bạn không nghe nhầm đâu, kể từ khi Genos trở thành học trò của Saitama thì quỷ nhân máy học được khả năng tóm tắt xuất quỷ nhập thân khi có thể tóm gọn mọi thứ trong vòng 24. Số là khi Genos muốn kể cho Saitama về câu chuyện về quá khứ của mình thì Thánh Sai đã không có hứng thú nghe, nhưng Sai Hói lại không ngờ rằng Genos như trâu vậy vì nó lì không chịu được. Thế là câu chuyện dài thòn lòn mà quỷ nhân máy đã kể khiến cho Saitama nổi giận và hét lên rằng Genos quá nhiều lời và hãy quay về nhà mà úp mặt vào tường, suy nghĩ lại những điều mình cần nói rồi sau đó quay lại đây tóm tắt nó trong 24. Với đầu óc của một người thông minh, quỷ nhân máy đã lập tức hiểu được ý nghĩa câu nói của Saitama. Đó là đã là nam nhi, đầu đội trời chân đạp shit, đầu đội trời chân đạp đất thì phải ăn nói dõng dạc, ngắn gọn, xúc tích, vào thẳng vấn đề. Genos sau khi hiểu được thì ngay lập tức lại nói với Saitama những lời cực kỳ ngắn gọn và xúc tích và đi thẳng vào vấn đề. Đó là muốn thầy Saitama dạy cho anh trở nên mạnh mẽ như thầy. Cảm thấy Genos rất thông minh và hiểu chuyện, mau lẹ, Thánh Sai đã rất hài lòng với cậu thanh niên trẻ tuổi còn trinh trước mặt mình. Anh Trọc đã nhẹ nhàng hỏi tuổi của Genos và dặn dò ngay sau đó, Genos còn trẻ, tương lai hoàn toàn có thể mạnh hơn cả mình. Saitama cũng tóm cái váy lại là mình đã luyện tập từ năm 22 tuổi và hiện tại là 25 tuổi. Trong 3 năm, Saitama đã có được sức mạnh như bây giờ. Chính vì thế mà Thánh Trọc đã quyết định nhận Genos làm học trò. Trong lúc đang nói chuyện ngắn gọn thì đám sinh vật từ ngôi nhà thời đại mới xông tới. Một lần nữa, Saitama nhắc cho Genos bài học mà anh mới dạy cho cậu, đó là nói ít thôi, trong vòng 24. Vì lúc đó, Genos đang xin ông thầy đầu hói để cho mình hạ hai tên ngoài cửa, thì Saitama đã knock out cả hai. Kể từ ngày đó thì Genos đã luyện được cách tóm tắt mọi thứ trong vòng 24 để có thể giao tiếp với Thánh Sai. Thật sự là một bài học rất hay về ý nghĩa của Sai Hói cho người học trò của mình phải không nào? À, và lần mà Kuseno tới nhà Saitama, trong khi cơ hội Saitama đang dưỡng thương, sau khi đấm rết trưởng lão, Genos cũng đã nhắc tiến sĩ Kuseno phải tóm tắt mọi chuyện trong vòng 24. Nếu không thì thầy Saitama sẽ không nghe. Chi tiết này khá là buồn cười vì nó cho thấy rằng thực sự là Genos bị ám ảnh với những bài học của ông thầy đầu hói Saitama. Biết được rằng sức mạnh của mình là không thể nào so sánh được với thầy. Bài học tiếp theo mà Genos học được từ Saitama chính là sức mạnh giữa Thánh Sai và quỷ nhân máy là không thể so sánh được. Sau khi cả hai thầy trò gia nhập vào hiệp hội anh hùng và trở thành những anh hùng, thì Genos đã hẹn Saitama ra một bãi đất trống để đấu tập. Và tại đây, Genos đã tung hết tất cả những gì tinh túy nhất từ trước tới giờ. Mặc dù vậy, với sức mạnh của Saitama thì mấy món vũ khí của Genos chỉ như là những món đồ chơi mà thôi. Sau khi Genos nhận ra ông thầy đầu hói đang không nghiêm túc thì anh đã nhắc nhở thầy mình phải nghiêm túc cho trận đấu này. Sau khi thỉnh cầu Thánh Sai nghiêm túc thì Genos không cần làm mà suýt có ăn, mà ăn ở đây là ăn đấm. Thánh Sai đã tung một cú đấm nhẹ nhàng, thổi bay cả một ngọn núi và chia nửa đám mây ở trên trời làm hai, khiến cho Genos ngỡ ngàng co ngang. Sau khi kết thúc buổi luyện tập thì Genos rút ra bài học là đừng bao giờ coi thường người khác, là đừng bao giờ coi thường sức mạnh của Saitama, và mình sẽ không thể nào so sánh khi đẳng cấp của Saitama là quá xa. Cộng thêm là khi Saitama nghiêm túc thì nó thật sự đáng sợ. Không tự cao tự đại. Nếu Saitama không thể dạy gì cho Genos mạnh lên thì Thánh Sai đành dạy cho Genos cách làm người vậy. Và bài học làm người mà bất cứ ai chứ không chỉ riêng Genos phải học đó chính là không được tự cao tự đại. Ủa mà mình hơi sai sai, lúc Saitama đấu game thì cũng gáy khét lắm mà. Nếu các bạn cũng đang nghĩ vậy thì đúng rồi đó. Sau khi chứng kiến màn gáy sớm của Saitama rồi thì sau đó lại thất bại ê chề dưới tay đại game của Fubuki và King, thì bài học rút ra ở đây là làm người thì phải biết khiêm tốn, không được tự cao tự đại, vì núi cao ắt sẽ có núi khác cao hơn và gáy sớm thì không ai gì hay ho. Một ví dụ nữa cho các bạn thấy rõ là Genos đã học được bài học không được tự cao tự đại của Saitama, đó là ngay câu chuyện lúc nãy mà mình đã kể.
Saitama đã khen ngợi Genos là tuổi trẻ tài cao, Genos có tương lai mạnh mẽ hơn cả anh hói. Từ đây chúng ta có thể thấy, Saitama là một người rất khiêm tốn khi tin rằng ngoài kia vẫn còn có người mạnh hơn mình, và thậm chí là sau này, có thể chính Genos là một người mạnh hơn mình. Vì vậy mà biết cố gắng để phát triển bản thân, chứ đừng ngủ quên trên chiến thắng. Vì nếu tự cao tự đại, sẽ bị King hành vào phút cuối cùng, dù cho ổng có còn một chấm máu, cày vải. Tìm một thứ quan trọng với mình. Nghe điều này có vẻ sến sến, tuy nhiên Genos đã thực sự học được nó qua câu chuyện của Saitama về con đường trở thành anh hùng của Thánh Sai. Điều này đã nằm ở phần phim OVA khi mà Genos thắc mắc về bộ đồ anh hùng của thầy mình, và sau khi nghe kể thì cũng đã biết bộ đồ của Saitama là từ một ông chú thợ may thiết kế cho anh, và anh xem nó như là một thứ rất quan trọng với mình vậy. Mặc dù nó có hơi ngố và không được ngầu cho lắm so với một anh hùng mạnh mẽ như Thánh Sai, nhưng Saitama luôn cố gắng trân trọng nó. Và điều đó đã khiến cho Genos ngầm hiểu về đây là bài học về việc trở thành một anh hùng. Tuy nhiên, đây chỉ là học lý thuyết thôi, chứ thực hành thì không biết Genos đã chọn ra được thứ nào quan trọng nhất cho mình chưa? Thánh Sai, tiến sĩ Kuseno hay mục đích trả thù cho làng của anh? Và mặc dù là bài học rút ra là như vậy rồi, nhưng Genos cuối cùng vẫn quyết định muốn tặng cho Saitama một bộ đồ anh hùng khác. Mình thực sự cũng không hiểu nổi thanh niên tóc vàng này nghĩ cái gì trong đầu nữa. Luôn nhớ ngày săn sale và trả giá để tiết kiệm tiền. Đây có lẽ là một trong những bài học thú vị nhất mà Genos học được từ Saitama. Để mà nói tác nhân xúc tác giúp cho Genos có được bài học này thì phải kể đến Kanet Kabuto, kẻ đã bị Saitama đánh cho vỡ mồm vì nhắc cho Saitama nhớ ra hôm nay là thứ bảy và Saitama đang bỏ lỡ ngày giảm giá của cuối tuần. Kể từ sau sự kiện cú đấm giảm giá ấy thì Genos đã học theo Thánh Sai, sưu tập những tờ rơi giảm giá và không quên ghi nhớ những ngày sale của cửa hàng để có thể cùng Thánh Trọc đi săn sale đồ ăn. Thậm chí là Genos còn học được cách trả giá. Không chỉ vậy, nhờ những lần săn sale cùng Thánh Trọc, Quý Nhân Máy cũng đã nắm rõ được vị trí của các cửa tiệm như trong lòng bàn tay và biết được cửa hàng nào sẽ có giá thấp hơn, từ đó lựa chọn địa điểm mua hàng sao cho tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền bạc nhất có thể. Chắc chắn là nếu không gặp Saitama thì Genos cũng mãi mãi sẽ không bao giờ biết đến những ngày sale và cách trả tiền tính toán chi tiêu này. Học cách chăm lo việc nhà. Mặc dù không thể nói đây là bài học do Saitama dạy, nhưng có thể nói là nhờ có Thánh Sai mà Genos đã học được cách chăm lo việc nhà. Trước khi gặp Thánh Sai thì Genos chỉ biết ra ngoài chiến đấu với quái vật và điều tra về con robot điên loạn năm nào phá hủy ngôi làng của cậu. Thế nhưng từ sau khi trở thành đệ tử của Saitama, Genos đã vô cùng can đảm khi biết quán xuyến việc nhà, nào là lau dọn, rửa chén, nấu ăn, giặt giũ, đi chợ, Genos đều tự tay làm hết. Trong khi trước đó, khi sống chung với tiến sĩ Kuseno, thì Genos có vẻ như ít khi phải làm những công việc này. Và hình như mình đã nói, mặc dù không phải là Saitama đã dạy cho Genos, nhưng việc này cũng nhờ sống chung với Saitama mà Genos đã học được. Nên có thể nói, Thánh Sai cũng góp chút công sức vào bài học này đấy nhỉ? Từ bỏ ý định tự hủy. Một trong những hành động đầu tiên khi Genos thất bại trước một kẻ thù quá mạnh và đã đánh bại được mình, đó chính là ôm bom tự hủy. Chẳng biết ai đã cài cái tư tưởng tự hủy vào đầu Quỷ Nhân Máy, nhưng cứ hễ đánh bại thì y như rằng Genos sẽ nghĩ ngay đến việc tự hủy. Nhưng từ khi nào gặp Thánh Sai thì mọi chuyện đã dần thay đổi. Genos vẫn có suy nghĩ tự hủy, nhưng học trò của Saitama dần nhận ra rằng dù mình có tự hủy thì cũng chẳng giúp ích được gì. Chính vì thế, thay vì tự hủy thì tại sao mình không trở nên mạnh mẽ hơn và rút ra những bài học sâu cho những lần thất bại. Thế là Genos đã từ bỏ ý định tự hủy luôn hiện hữu trong đầu anh, mà thay vào đó, mỗi lần bị hành cho bung bét cơ thể thì Genos sẽ liên lạc với tiến sĩ Kuseno để tìm cách sửa chữa lại cơ thể thật nhanh và trang bị những món vũ khí xịn hơn để có thể nhanh chóng quay trở lại chiến trường thay vì tự hủy như xưa. Thay vì đi trả thù thì Genos đã học được cách làm anh hùng. Như mình đã nói, ngay từ đầu Genos đã nhận Saitama là sư phụ, cốt là để anh hỏi dạy cho mình trở nên mạnh mẽ như Thánh Sai để có thể trả thù được con robot năm xưa hoặc kẻ đứng sau nó. Thế nhưng khi ở cạnh Thánh Trọc, Genos cũng đã dần quên đi mối thù sâu đậm của anh. Thay vào đó, anh tích cực tham gia giải cứu người dân như một anh hùng. Và dù trước đó Genos thậm chí chẳng quan tâm lắm tới người dân khi chiến đấu với quái vật, điển hình là dù có thấy Saitama trong phạm vi của chiêu thiêu đốt, nhưng Genos vẫn quyết định sử dụng tuyệt chiêu lên mũi cho anh và thiêu đốt luôn Saitama, một hành động là vô cùng tàn nhẫn, mặc dù biết là anh đang cố gắng tiêu diệt quái vật. Đúng thật là Genos trước đó có kêu Saitama để trốn đi, nhưng vì Saitama vẫn đứng đấy, nên Saitama tự chịu thôi. Genos lúc đó hoàn toàn có thể đưa Saitama bỏ trốn rồi sau đó quay lại chiến đấu tiếp, nhưng vì sự háo thắng và không quan tâm tới người khác của anh mà Genos đã mặc kệ Saitama.
Nhưng kể từ khi trở thành anh hùng, thì Genos đã có suy nghĩ khác và đã bay vua biển sâu ra khỏi tòa nhà. Thì Genos đã nói rằng chắc hẳn người dân đã tuyệt vọng lắm. Điều này cho thấy anh đã bắt đầu quan tâm đến người dân và dần trở thành một anh hùng bảo vệ con người khỏi quái vật. Đến điểm là Genos đã lãnh trọn đống axit cho một cô bé khi Deep Sea King muốn giết chết cô bé ấy. Mặc dù Genos vẫn chưa thực sự hiểu được một anh hùng đích thực là như thế nào và những hành động của anh đều là bản năng, nhưng điều đó cũng chứng tỏ Genos đã dần thay đổi từ khi gặp Saitama và bắt đầu trở thành một anh hùng chân chính. Bỏ ngoài tai những lời nói của những người ghét mình. Saitama sau khi phá vỡ thiên thạch rơi xuống thành phố Z đã bị hai tên trong nhóm áo ba lỗ bắt nạt. Anh đã nhanh gọn xử đẹp hai tên này, thế nhưng người dân cũng đổ tội cho anh vì anh đã khiến cho thiên thạch rơi xuống gây thiệt hại. Thay vì cố gắng giải thích mình đã cứu người dân, thì Genos đã chứng kiến Saitama không quan tâm tới bố con thằng nào hết, anh chỉ làm những gì mà anh cho là đúng mà thôi. Thánh Sai cũng mặc kệ những lời chửi rủa trên mạng hay hiểu lầm của người khác khi họ nói rằng anh đã tranh công của các anh hùng. Vì với công việc anh hùng là sở thích và anh không muốn mình phải giải thích cho những kẻ ghét mình làm gì vì nó rất mất thời gian. Thay vào đó, anh dùng thời gian giải thích này để đi mua hàng giảm giá, đánh quái vật hay chơi game xả stress với King. À, cái này thì không được xả stress cho lắm nhỉ. Không màng đến hư danh. Ngoài những đức tính tốt mà Genos học được từ Saitama, thì Genos còn học được một bài học quan trọng để trở thành một anh hùng chân chính, đó chính là không màng đến danh lợi. Dù nhiều lần bị đối xử bất công và không được công nhận sức mạnh, thế nhưng Saitama vẫn không quan tâm đến việc mình có được công nhận hay không. Thậm chí là khi anh đấm một phát bay màu vua biển sâu và bị tên khó ưa này cà khịa, thì Thánh Sai vẫn chấp nhận hy sinh để bảo vệ danh dự cho các anh hùng khác bằng cách nhận mình là một kẻ ăn hôi. Và thực ra Deep Sea King đã bị các anh hùng làm yếu sẵn và anh hỏi chỉ đến sau và hạ con quái vật dễ dàng. Thực sự Saitama đã cho Genos một bài học lớn khi anh chọc hoàn toàn có thể vì danh tiếng của mình mà hạ thấp các anh hùng khác. Nhưng anh hỏi đã không làm thế, và tất nhiên, ngoài sự việc vua biển sâu đã thể hiện sự vô tư của Saitama khi làm anh hùng, thì trong việc King đã trắng trợn cướp công của Thánh Sai, anh không vạch trần người đàn ông mạnh nhất trái đất mà thậm chí còn trở thành bạn thân của King. Qua đây có thể thấy là Genos đã học được rất nhiều bài học từ khi trở thành học trò của Saitama, đúng không nào? Và đó là những gì mà Genos học được từ Saitama. Các bạn cảm thấy là mình có thiếu bài học nào không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment, hoặc bạn cũng có thể tham gia nhóm làng một đấm trên Facebook của mình để cùng nhau bàn luận về những chủ đề xoay quanh bộ truyện, hoặc là chế meme, đặt câu hỏi liên quan đến One Punch Man, và có thể đóng góp ý tưởng của các bạn cho những video tiếp theo của mình. Còn nếu thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một share để ủng hộ mình, và đừng quên nhấn đăng ký cùng nút thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt.